Hello, xin chào cô chú anh chị và toàn thể các bạn. Sáng hôm nay mình tiếp tục trải nghiệm đi bắt ong qua tụ điện nha các bạn. Mình đi gặp được tổ ong giờ trên tụ điện đây, bây giờ mình xin qua mình bắt nha các bạn. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi của Phi Mập đi hành trình trải nghiệm bắt ong. Vừa mình nuôi nha các bạn, vừa nuôi lấy mật. Mình ở Phú Yên nha các bạn. Các bạn thấy đẹp hay ủng hộ cho mình một like, một đăng ký các bạn ơi. Đây anh em đã chuẩn bị long não nha các bạn. Đây em Hải nè các bạn. Kỹ thuật nuôi ong lỗ của tụ điện mình bắt bờ mình nuôi lấy mật nha bạn. Cũng chuẩn bị như ống thổi, lông não. Mình thổi vào tụ điện đỡ ong nó xây nó ra, mình bắt con chúa và ong thợ luôn các bạn ơi. Đây tổ ở trên cao nên mình mượn gớ mình của ông anh mình bắt nha các bạn. Tới không em? Ong bắt đầu ra các bạn ơi. Đây sáng đây bắt đầu ong nó ra các bạn. Tổ đây là làm gần cái mít đây nha các bạn. Nhà cũng trong cái mít đó. Trưa hôm nay trời cũng mù kéo mây hết nha các bạn. Mùa ở đây thuộc mùa mưa rồi nha các bạn, mùa mưa Phú Yên nha các bạn. Hôm sau mình bắt nó nhanh hơn. Một tổ một cây bắt nhiều lần mà. Đập ra nhuyễn rồi mình thổi qua cho nó dở nha các bạn. Mình mới thổi qua rồi giờ mình tiếp tục mình thổi tiếp nha các bạn. Đây ở đây cũng có cái ổ nè các bạn ơi. Cái con câu à, nhà cũng ở trong cái ổ nè các bạn. Đây ổ mà trái còn non quá. Đây bạn. Trái nhỏ lắm bạn. Bên kia là hàng bông giấy. Hàng mũ câu. Có một vàng liệu luôn các bạn ơi, cây liệu các bạn ơi. Mình ra sau vườn mà thấy một vàng cây liệu các bạn. Trái quá là trái các bạn ơi. Bên kia là ông anh cũng có đọc rơm để cho bò ăn nha các bạn. Liệu nè các bạn ơi. Trái quá rồi trái. Xoài chít chát luôn ạ. Đây các bạn. Chưa chín nha các bạn. Liệu chưa chín. Trái này muốn chín rồi các bạn ơi. Trái muốn chín rồi nè. Ong bắt đầu ra rồi nha các bạn. Đây các bạn ơi. Ong nó ra khỏi lông não vào nãy giờ nó ra nhiều lắm nha các bạn. Đây bạn, ong mới khỏi lông não vào nó ra các bạn. Bày đây cái con lớn đó các bạn ơi. Ra liên tục bạn. Ong bắt ong qua tụ điện nha các bạn. Mình ở tỉnh Phú Yên các bạn ơi. Các bạn thấy hay đẹp hãy cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Để mình có động lực mình đi trải nghiệm bắt ong, mình review hết cho các bạn cùng xem nha. Đây tụ điện nó cao lắm các bạn. Lên đây. Đây mình thổi vô vào cho nhiều đỡ nó nhanh ra nha các bạn. Do trời nắng mau ra lắm rồi trời. Mưa nó tối trời nó mát trời nên nó lâu ra hơn nha các bạn. Mà bay đây nhiều nên mình mới thổi vào nó ra nhiều lắm các bạn ơi. Đây mình đã gần đường ra đi luôn các bạn. Bên kia có một chàng bông trồng bông đẹp quá các bạn ơi. Nhà bên cạnh nó có chàng bông các bạn. Ở đây chuẩn bị nó chưa đang nha các bạn. Nên mình tranh thủ mình bắt chứ không nó chưa đang nó cũng đi các bạn ơi. Mình bắt vô mình nuôi nha các bạn chứ không phải mình phé nha. Bắt qua nuôi lấy mật các bạn ơi. Bây giờ nó treo nón lên nó thu ong nha các bạn. Ong giờ ra nhiều rồi các bạn ơi. Mọi người thấy hay đẹp hay ủng hộ cho một like một đăng ký nha các bạn.
giờ mình lấy ống lấy nón mình gom ong nha bạn, ong ở đây nhiêu rồi mình gom lại chứ không nữa nó bay tùm lum bắn khó gom. Nón nha bạn. Hello chào bạn, bây giờ ong nó đang ra nha bạn. Mình đang ngồi lên đây mình review các bạn này, ong chuẩn bị ra lên nón các bạn ơi. Đó nón các bạn. Ong bây giờ nó đang ra nhiều lắm bạn, nó đu dít hết nha các bạn ơi. Đây các bạn. Ong đây bạn ơi. Đó, đây các bạn. Giờ ra giờ chuẩn bị mình lấy nón ở phía trên đây mình gom ong nha các bạn. Mình lên mình trải nghiệm hết cho các bạn cùng xem cùng học hỏi nha. Đây ong ra nhiều lắm bạn ơi. Đây ra nè bạn. Ra ong quá trời ong luôn bạn ơi. Đây nó bắt đầu lên nón các bạn. Đây lên các bạn ơi. Đây lên nó vào nón cái đầu đây nha các bạn. Chưa lên con nào các bạn ơi. Đang lên chân à, đây con nó đang cũng đang ra các bạn. Ồ qua nha ông chú sáng đây có một vàng bông trăm đẹp lắm nha bạn. Quay chưa nè. Dạ. Ôi vô vàng bông trăm đây hàng là ông nó ở cho được. Đẹp quá đẹp các bạn ơi. Bông trăm đây biệt danh hoa ngũ sắc nha bạn. Đủ màu luôn á. Bông quá đẹp các bạn ơi. Mình đang bắt tổ ong bên trụ điện bên kia nha các bạn. Mình bắt phía bên kia các bạn ơi. Ồ qua bên đây đây có vuông bông trăm đẹp quá đẹp các bạn ơi. Đủ là bông luôn á. Bông trăm đây nó lẹ gơ lẹ các bạn ơi. Bông đây bông trăm quang hay sao nè, lẹ cây đây lé nhỏ gơ là nhỏ. Trái đó nó mới ra các bạn ơi. Ồ. Cho chặt cái bông đây mà lẹ nữa nè. Đây bông trăm trắng nha bạn. Bông trăm đây hồi giờ mình mới thấy các bạn ơi. Ồ cái bông đây lẹ quá các bạn. Đây là hoa bông trăm nha bạn, còn gọi là hoa ngũ sắc nè. Đây là đúng ngũ sắc luôn các bạn ơi. Hello chào các bạn. Mình qua nhà ông chú sáng đây mình gặp một vàng bông trăm đẹp lắm các bạn ơi. Mình review hết cho các bạn xem nè. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua kênh Phi Mập TV luôn nha các bạn. Đây ông chú ông trồng ông chơi các bạn ơi. Quá đẹp các bạn ơi. Vàng bông trăm đây đẹp quá đẹp các bạn ơi. Rùa hoa đẹp quá các bạn ơi. Hoa bông trăm là đẹp quá đẹp các bạn. Đây là bông trăm trắng nha các bạn. Đây hoa bông trăm trắng các bạn ơi. Bên đây có ghép một quàng là nở một quàng nữa cho các bạn. Ồ bông đẹp quá các bạn ơi. Một vuông luôn các bạn ơi. Đó ông cho đó ông chú sáng đứng các bạn ông đang tưới nước á. Tưới nước bông các bạn. Trời trưa hôm nay nó cũng mưa các bạn, nó tối sầm hết các bạn ơi. Vàng bông các bạn. Đẹp quá đẹp các bạn ơi, mình review hết cho các bạn xem nè. Ồ, coi cây hải châu ha, hải châu trái không nha bạn. Hải châu các bạn ơi. Trồng đủ loại cảnh luôn các bạn. Đây cây hoa bông trăm nha các bạn, còn gọi là hoa ngũ sắc các bạn, mấy bữa mình đi lên núi mình review các bạn xem ạ. Gọi hoa ngũ sắc đi lên núi mình review các bạn xem ha. Bữa nay mình chú ông bứng trong nhà luôn bạn ơi, góc nào nấy nó to lắm các bạn ơi. Trời ơi đẹp quá đẹp. Đây, chú cũng cho cái ẩu mini nữa chứ. Và cây của chú nè, chuột sam rồi nha các bạn. Về chưa? Chuột đẹp chưa không? Vàng cây luôn các bạn ơi. Quá đẹp các bạn ơi. Đây hoa bông trăm đây đặc biệt có 102 nha các bạn. Hoa bông trăm đây các bạn. Cây bông trăm đây nó đẹp quá đẹp bạn ơi. Hoa bông trăm màu tím như hoa bằng lăng các bạn. Đây các bạn. Trời ơi cái cây đây đẹp. Cuộc đời mình mới gặp cây đây lần đầu tiên các bạn ơi. Hoa bông trăm đây mình gặp nhiều rồi mà. Mấy cái bông nó lẹ quá lẹ các bạn ơi. Đẹp không thể tưởng tượng nổi. Phía sau đây ông chú cũng có nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngỗng luôn các bạn. Làm nông nghiệp luôn các bạn ơi.
làm nông nghiệp bây giờ dịch Covid bán hết, ai mua các bạn ơi. Vàng 100 con chú đây ông siêu tâm một chơi nha các bạn. Và các bạn nào thấy thích đẹp thì cũng gặp con chú ông đỡ làm kỷ niệm. Bông đẹp quá đẹp các bạn ơi. Trời, đây con mấy cây hà châu trái quá trời trái luôn nè. Lên đây một nón luôn mà chưa có ông chúa đâu nha bạn. Lên đây một nón luôn các bạn ơi, chưa có ông chúa bạn ơi. Đây các bạn. Ông rồi các bạn. Ông ra gần đầy nón các bạn ơi. Chưa có ông chúa nha bạn. Chừng nào đây ông chúa ra mình review bạn xem nha. Sợ tổ ở đây nó muốn tách đàn không có ông chúa chứ. Có mà chưa ra cho các bạn ơi. Nãy giờ mình chờ mấy ông chưa thấy các bạn ơi. Chào bạn, giờ mình ông ra đây nón nha các bạn. Đây ông ra các bạn ơi. Ông ra tổ đây nhiều lắm các bạn. Sáng đây mát trời mà mình thổi lông não nó nhiều à, nên nó ra nhanh nha các bạn. Chứ mấy tổ trước nó ra lâu mà tổ nó ra nhanh nha các bạn ơi. Mình mới đi review mấy cái vàng 100 còn chú sáng nên mình que mình lại nó lên đây nón luôn các bạn ơi. Các bạn thấy hay đẹp cho một like một đăng ký nha các bạn. Để mình có động lực mình đi trải nghiệm mình bắt ong lỗn và trụ điện ở Phú Yên mình review này các bạn xem nha. Ra chưa em? Chưa. Đây kỹ thuật Hải nha các bạn. Mình đi theo mình review trải nghiệm cho mình không biết bắt nha các bạn ơi. Mình đi trải nghiệm thôi cho mình chưa biết bắt các bạn. Đây là kỹ thuật nuôi là Hải nha các bạn. Lên ra đây nó các bạn ơi. Chúa chưa ra. Đây các bạn, em lên tìm lại ông chúa mà ông chúa chưa ra các bạn ơi. Ông chúa nó chưa ra các bạn. Trời bữa nay nó muốn mưa nó tối lắm các bạn. Đây cảnh xung quanh này các bạn ơi. Đây còn đường cả đi nha các bạn. Nghe như hành đức đây có cái sam nha các bạn. Cái sam đang lớn lắm các bạn ơi. Anh cũng chơi cây cảnh các bạn ơi. Dưới đây một dàn sam luôn các bạn. Có khớ nữa các bạn. Thì khớ tí xíu một cả trái các bạn ơi. Dàn sam luôn các bạn ơi. Đây nhà của anh Đức nha các bạn. Cũng ở tỉnh Phú Yên luôn các bạn ơi. Mình đang bắt ong tại nhà của anh Đức nha các bạn. Ngay trụ điện trước nhà. Mình ra phía bên cạnh sát bên trong một dàn cây cảnh luôn các bạn. Trồng trong cái lu cổ nữa chứ. Đây các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Đây anh em chuẩn bị đem cái nón ong xuống tìm được ông chúa nó ra chưa nha các bạn. Chờ nãy giờ mà ong ra gần hết mà không thấy chúa đâu mà sao đi khả năng chúng ông chúa nó vào nón rồi các bạn ơi. Nó vô rồi. Vô đây chơi còn nếu không có chúa nó tản nó tùm lum hết nha các bạn. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Lấy đem xuống thôi em, lấy đem xuống kiếm một chúa mình có mình review lên cho các bạn xem luôn. Khả năng là nó ở vô nó bay lên nón luôn à. Em nó nói khả năng nó lên nón luôn nha các bạn. Đó mình xuống mình kiếm thử mình review cho các bạn xem nha. Từ từ em. Đây các bạn. Đặt ngửa lên ra chúa là nên tản. Đây mình đang kiếm tựa có ông chúa nha các bạn. Bây giờ ông nó tản ra các bạn ơi. Mình đang lật nón lên ông xin nó tản ra nha các bạn. Thấy chưa em? Tìm bằng chúa nha các bạn. Trời
nó chua re cho chặt kiếm với em. Chưa thấy đâu các bạn ơi. Giờ ông mà tản cái hết rồi, giờ chắc mình lấy nón lên gom lại các bạn ơi. Chưa con chúa nha các bạn, giờ mình treo lên gom lại nha các bạn ơi. Chúa chưa ra sao các bạn ơi. Các bạn thấy hay đẹp phải cho một like một đăng ký nha các bạn. Giờ mình treo mình gom lại cho đang kiếm mà chưa có chúa nha các bạn. Đây ông chúa mới ra nha các bạn. Giờ mình lên mới ra nó vào nó các bạn ơi. Nó mới vào nó chui vô trong bụi nó gom, ông mình review bạn xem nha. Ông chúa ra rồi các bạn ơi. Trời sáng giờ các bạn. Nó mới ra nó vào trong nó nó chui vô nó kiểm tra quân nha các bạn. Chúa ra các bạn, em là chị ông chúa các bạn ơi. Đó các bạn nghe con tay các bạn. Không chui vô làng nữa đâu. Mình đang đứng nghe em review lên đây nha bạn. Đây nó đây này, đây đó này. Đó đó đây 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 đó này. Đó nó bao. Cao mấy. Ông chúa ra em đang quay nha bạn. Chỉ ở trong rồi chơi người ta thấy đó ông chúa nha bạn, đó ông chúa lùi lùi nha bạn ơi. Ông chúa ra nha bạn, đó ông chúa bạn. Đây lấy tay chị thấy không sao? Đây ông chúa ra các bạn ơi. Đây bạn nghe tay em nó chỉ các bạn ơi. Đây bạn đó bạn ơi, giờ giấy vào trong rồi, nó mới giấy vào trong rồi bạn. Ông chúa ra là bạn ơi, giờ mình gom ong hết rồi mình thu ong nha bạn. Chờ ông còn nhiều lắm bạn ơi. Đây ông ở đây nhiều lắm bạn, đầy nón luôn bạn ơi. Giờ cho coi em. Đầy nón các bạn ơi. Giờ chuyển thấp xuống rồi gom cho hết nha bạn. Hết cho nó bay luôn luôn. Đây bạn ơi. Giờ chuyển sôi xuống thấp để mình gom cho mình lấy cho nó hết ong luôn nha bạn. Trời đang mưa các bạn ơi. Trời trưa nay giờ bắt đầu đang mưa các bạn. Mưa đây chắc mình tranh thủ chứ trời đang mưa các bạn ơi. Chắc ông vô thì vô trên giữa. Trời đang mưa các bạn ơi. Đây là mày nói các bạn. Ông cổ đang nhù quá nhiều các bạn ơi. Trời đang mưa nha các bạn. Xuống mưa đầy giờ luôn. Trời xuống mưa một tí, mưa đang nặng hạt cho các bạn ơi. Ông quá trời tụi ông các bạn. Ngoài trời đang mưa nha bạn. Đó, em đã bắt tụi ông ngay tụ điện đó các bạn ơi. Mưa cho mình chạy vô mình review ra cho đứng ở ngoài mưa quá mưa các bạn ơi. Trời mưa đen xí vậy các bạn. Mùa đây mùa mưa nha bạn, ở Phú Yên nha bạn. Hay chuẩn bị nó thu ong các bạn ơi. Sửng mưa bớt lại cho mình thu ong mình vừa các bạn ơi. Vừa mình ghép cho ấy luôn nha bạn. Mình ghép cho hộp gỗ á, hộp gỗ chuyên ong nha bạn. Hộp gỗ mình gọi là gì hả?
À, mình ghép vô thùng nha các bạn. Mình không biết, mình hỏi các bạn ơi. Đây bạn. Giờ mình đem giờ mình ghép vô thùng nuôi ong nha bạn, thùng gỗ nha bạn. Bị quờ, giờ mình đi quờ với anh Hải nha bạn. Giờ mình ghép vô thùng các bạn ơi. Giờ bắt xuống, giờ mình lấy lưới mình trụ lại cho nó khỏi bay tùm lum nha bạn. Mình trụ nó lại luôn các bạn ơi. Ông chúa nằm đây, giờ mình ghép vô, giờ mình ghép vô lồng gỗ nha bạn, để mình nuôi lấy mật. Rồi giờ chuẩn bị mình quờ, mình ghép ong, mình quay review các bạn xem nha. Đấy, giờ hai anh em bây giờ quờ nha bạn. Trưa hôm nay trời nó mưa, mà mùa mưa nha bạn. Trưa hôm nay trời đang mưa các bạn ơi. Tranh thủ mình vào, mình ghép ong vào. Nhà em nó cũng trồng vàng mướp ngon lắm các bạn. Mướp quá trời mướp bạn ơi. Đây, mướp các bạn. Mướp mình trồng đây, lấy mướp mình nấu canh đi đâu tập tàng đồ ăn luôn nha các bạn. Mướp các bạn ơi. Đi sâu các bạn. Bây giờ Hải nó lấy một cái câu huyện bên đây để bỏ bên kia để mình nhập ong nha các bạn. Cho ông nó ở chứ không có sợ nó bay đi các bạn ơi. Mùa đây mùa tách đàn các bạn. Ông bữa trước rồi các bạn. Chua có mặt không? Mặt nhiều ha. Tí nữa cho ăn muỗng ấy. Mặt đây mặt non mà. Mặt non. Chúa nè, đây là chúa nè. Đâu chúa đâu? Đây nè. Thấy không? Đó, đồng gốc nào thì chị nè, chỗ cái tay nè. À, ông chúa đây nha bạn. Đây đây câu này phi to mặt nhiều mà giữ, Đây giờ em đang kiếm câu này, quen nó ghép tổ mình máu bắt nha bạn. Đây cảnh đẹp lắm bạn ơi, đây coi khớ nha bạn. Đây coi khớ, trái quá trời trái luôn bạn ơi. Khớ bạn. Trời đang mưa nha bạn. Trời đang mưa lây bay. Cảnh này nuôi ong đẹp lắm bạn ơi. Khớ vừa rồi một vườn cây luôn nha bạn. Vườn cây mình nuôi ong đẹp lắm bạn. Có xoài cây bạch đàn, cây bạch hà các bạn ơi. Vườn cây các bạn. Vườn cây ăn trái. Đây giờ mình vũ ong, mình lấy cái câu để mình qua ghép ong nha các bạn. Đó, em đang lấy câu ong đây các bạn ơi. Rồi giờ coi em. Hết chưa? Đây các bạn, giờ mình lấy câu đây mình ra mình ghép ở đây mà bắt nha bạn. Ông giờ mình bắt ông đây các bạn ơi. Giờ mình ghép vô thùng đây các bạn, mình mới vũ câu bên kia mình qua mình lấy ấy đỡ mình ghép với ông đây các bạn ơi. Cùng ghép với tụi ông đây nha bạn. Ông đây các bạn.
chào các bạn và mọi người. Bây giờ mình bắt giờ mình ghép ong vô thùng nha các bạn. Mình mới lấy câu tổ ong bên kia mình ghép qua bên đây để mình bỏ vô thùng nha các bạn. Đó, em Hải kỹ thuật đang làm mình review cho các bạn xem nha. Rồi các bạn học hỏi nha các bạn. Các bạn thấy đẹp hay cho một like, một đăng ký nha các bạn. Để mình có động lực mình đi trải nghiệm cảnh bắt ong qua tủ điện vừa mình ghép vào thùng để cho các bạn cùng xem nha. Đây các bạn, em Hải đang bỏ tổ ong mình mới bắt vừa nha các bạn. Đây để nó nhận câu lên mặt nó lên nha các bạn. Mình có bắt ông chúa ra không hay đỡ lên luôn? Đỡ ông chúa tự lên luôn chứ mà không bắt ra nha bạn, mà không bắt qua bỏ vô luôn là sao nha bạn. Đâu bạn ơi. Ong bắt đầu lên câu nha các bạn. Đó, ong bây giờ mình đỡ bắt đầu lên câu các bạn. Bây giờ mình đẩy nắp thùng lại đỡ nó nhận câu nha bạn ơi. Đây các bạn. Đây nha bạn, mình đẩy nắp nó hở về đỡ ong ra nó vô và nó nhận câu nha bạn. Đây các bạn ơi. Đây nó lên câu rồi nha bạn. Đó, lên ghép nó lên rồi các bạn ơi. Nó tản giờ lên nó đu câu các bạn. Từ từ nó sẽ que hết luôn nha bạn. Gỗ mới cũng thành công rồi bạn. Chúng chắc mình cũng chuẩn bị kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Chào các bạn, video đến đây mình cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay đẹp hay ủng hộ cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Bây giờ video ở đây giờ mình cũng ghép thành công vào lồng mới mình mới mua, Hải mới mua chứ nha các bạn. Đây ghép vào thùng gỗ để mình nuôi lấy mật nha các bạn ơi. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.